xe đầy gian nan vất vả cả nhà, ướt hết trơn rồi. Đó. Đi rồi đi mua xe cả ngày trời mới rước được hai em nha. Hai em hiện tại đang đang đi xét ở thành phố Bảo Lộc cả nhà. Xe là lấy ở thành phố Bảo Lộc luôn. Còn đăng kiểm mà cả nhà, mà chủ xe người ta bỏ cái logo á. Bỏ logo ở đâu cái gớt mất cái không giữ lại. Đăng kiểm còn tới tháng 5 năm 2025 luôn nhưng mà bị mất rồi, cuối cùng phải đăng kiểm lại. Buồn ghê luôn. Cuối cùng phải đi đăng kiểm lại nè cả nhà. Đó. Bây giờ là xe nè. Đó 2018 nha. Thùng bự mở cánh dơi nha anh em. Đó, bà con nào cần thì cứ alo cho em, con này qua kính chỉnh điện rồi, tay lái trợ lực rồi. Đó, thùng mở cánh dơi luôn. Đó, rất là cọp luôn nha anh em. 2018 nha. Đó, anh em cần thì cứ alo cho em nha. Đó. Ở cái này xong rồi hồi đó tính xe kia luôn ha. Rồi anh đưa anh lưng là. Đó. Giờ là trên tay cầm mình nè anh em. Đó. Giờ là đuổi thủi ra ký giấy tờ rồi lăn bánh về. Rồi anh em cần thì cứ nhấc máy gọi điện cho em Tòng An Phát nha. Đó, mua bán xe đâu có hề đơn giản đâu anh em. Đi rồi gian nan vất vả lắm để mua một con xe về cho anh em mình khởi nghiệp thì không có hề đơn giản đâu. Rồi nha, em chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha.